Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 1255 đến chương 1259. Không chỉ như vậy, tài nguyên của vùng biển này vô cùng phong phú, danh xưng hải vực thi tình, xếp hạng còn cao hơn hải vực của Sama ở Đông Hải. Sau khi Khương Nguyên tìm hiểu kỹ càng, liền đánh chú ý lên người Tống Diệp Thi. Bí mật chú tính gần nửa tháng, Khương Nguyên đến một hòn đảo nhỏ. Đông Hải có rất nhiều đảo. Đảo mà Khương Nguyên đến, ở Đông Hải có đến mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn rất nhiều đảo nhỏ đều là hoang đảo nhưng hòn đảo nhỏ này lại có người ở trên đảo có ba ngôi làng tu vi cao nhất chỉ có tam chuyển khương nguyên ẩn mình giống như không có việc gì đi dạo bên trong làng trài dưới ánh mặt trời người chung quanh đa phần đều là phàm phu tục tử ngẫu nhiên có một hai vị cổ sư nhất chuyển hoặc nhị chuyển nếu xuất hiện trên đường nhất định sẽ dẫn đến ánh mắt kính sợ của phàm nhân khương nguyên nắm giữ thủ đoạn này khác với lúc còn ở nam cương hắn đi dạo hai ba vòng trong thôn người chung quanh đều không phát hiện ra hắn nơi này hẳn là lý gia thôn khương nguyên quan sát thật lâu kết hợp với trí nhớ kiếp trước đã khẳng định được chỗ này hiện tại làng trài này còn nhỏ đương nhiên không phải lý gia thôn như 500 năm kiếp trước nơi này đã xuất hiện một vị cổ tiên mang sắc thái truyền kỳ tên lý tiêu giao làng trài nhỏ này cũng vì y mà đổi tên thành lý gia thôn đương nhiên bây giờ lý tiêu giao còn chưa xuất thế dựa theo kiếp trước Lý Tiêu Giao sinh ra còn phải 200 năm về sau. Sau khi Khương Nguyên xác nhận ngôi làng trài nhỏ này xong, hắn rời khỏi thôn đến chỗ vách núi bên bờ biển. Có vô số hang động trên vách núi, có hàng trăm hàng nghìn chim biển đang nghỉ lại. Những loài vật này có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Một khi có cổ sư hoặc sinh vật cỡ lớn tiến vào, đám chim biển sẽ cảm thấy uy hiếp, dẫn đến đàn chim tấn công. Bởi vậy, rất ít người trong thôn đặt chân đến nơi này. Ngẫu nhiên sẽ có cổ sư ra vào hái một số thảo dược hoặc trộm trứng chim thành phần loài chim ở đây rất phức tạp, tương đương với hơn 10 vườn bách thú hợp lại, cũng không cùng một loài chim. Trên hải đảo nho nhỏ này cũng có cổ sư nhân tộc, nhưng không hề có địa vị bá chủ. Dựa theo Lý Tiêu Giao chuyện, khi Lý Tiêu Giao còn nhỏ, thường bị mấy đứa bé lớn hơn bắt nạt, không thể không thường xuyên trốn đến đây. Cậu ngoài ý muốn phát hiện được một hang động bí ẩn ở chỗ này và cậu đã xem nó như một trụ sở bí mật của mình. Trên vách đá, hang động nhỏ to dày đặc, nhiều vô số kể muốn tìm được hang động của Lý Tiêu Giao, tất nhiên là rất khó. Nhưng có đàn chim ở đây, Lý Tiêu Giao không có khả năng xâm nhập vào bên trong. Cái hang mà y tìm hẳn là nằm bên ngoài. Khương Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ, tìm kiếm một lát, hắn đã có được hơn 100 mục tiêu. Khi mặt trời lên đến chính ngọ, rốt cuộc Khương Nguyên cũng đã tìm được mục tiêu thật sự. Hang động này không lớn, với thân hình của tinh tượng tử thì hoàn toàn không vào được, chứ đừng nói chi thân hình tiên cương tám tay của hắn cũng may mà còn có tiên cổ biến hình khương nguyên thu nhỏ thân hình lại rồi chui vào bên trong hang động ẩm ướt trạng vạng tối bên trong lóe lên chút ánh sáng sau khi đi tiếp một đoạn bên trong hang khương nguyên đã vào chỗ sâu nhất trong động không gian nơi này ngược lại có chút rộng lớn gió biển bên ngoài không ngừng thuận theo lỗ nhỏ chung quanh động mà thổi vào phát ra tiếng vù vù khương nguyên không khỏi nhớ đến ghi chép bên trong lý tiêu giao chuyện nội dung chuyện kể rằng khi lý tiêu giao còn nhỏ rất khốn đốn cậu thường xuyên bị bắt nạt. Khi trốn vào trong hang động này, cậu vừa nhỏ giọng nức nở vừa lắng nghe tiếng gió vù vù này. Tình huống này kéo dài rất lâu, cho đến một ngày, vận mệnh bỗng nhiên thay đổi. Truyền kỳ Lý Tiêu Giao cũng bắt đầu từ lúc đó. Chỗ rẽ của vận mệnh chính là một lỗ nhỏ nằm ở góc khuất bên trong hang động. Trong một lần Lý Tiêu Giao trốn vào, cậu dựa lưng vào một chỗ để nghỉ ngơi. Kết quả lỗ nhỏ đó sụp đổ. Lý Tiêu Giao rơi xuống một chỗ sâu dưới vách núi, sau đó bị hải lưu cuốn đi chuyến đi này của khương nguyên chính là muốn thực hiện lại kỳ ngộ của lý tiêu giao lúc trước vách núi này giống như tổ kiến bên trong chẳng khác nào bị khoan tràn ngập đủ loại hang động và thông đạo lít nhít sau ba canh giờ khương nguyên đã thăm dò được con đường chính xác hắn phá vỡ cửa hang cả người chui vào hắn tiến vào bên trong vách núi sau đó rơi xuống bên trong là một vùng tam tối ẩm ướt với đủ loại rắn ếch sinh vật cỡ nhỏ sinh sống cơ bản nhất chính là thạch sùng to bằng con mèo nhưng những thứ này không phải là trở ngại của Khương Nguyên. Hắn rất nhanh xuống đến đáy vực, sóng nước ầm ầm càng lúc càng lớn. Ở dưới đáy vực có một vòng xoáy nước biển rất lớn. Đây là hiện tượng mạch nước ngầm đặc biệt của Đông Hải. Nước biển bên trong vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, hơi nước tràn đầy, giống như con quái vật đang mở cái miệng lớn. Tâm niệm Khương Nguyên vừa động, mấy con cổ trùng bay ra, dừng lại ở chỗ này làm ký hiệu. Sau đó, hắn đâm đầu vào vòng xoáy. Vừa tiến vào vòng xoáy nước biển, một cự lực vô hình đã bao lấy hắn cho dù khí lực của hắn đầy đủ lúc này bị nước biển cuốn quanh hắn cũng có cảm giác thân bất do kỳ hắn cũng không dãy ruộng mặc cho mạch nước ngầm mang đi đâu thì mang mạch nước ngầm này giống như con rồng vô hình ngang qua đáy biển đàn cá ở sâu dưới đáy biển sẽ rời xa mạch nước ngầm ngay cả tảo biển cũng không sinh trưởng gần mạch nước ngầm bởi vì bọn chúng căn bản sinh trưởng không được chịu không nổi mạch nước ngầm cọ rửa thời gian dài Khương Nguyên thuận theo mạch nước ngầm nhanh chóng tiến lên. Lúc này, tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí còn muốn nhanh hơn so với sát chiêu di động tiên cấp. Đây là đặc tính của mạch nước ngầm dưới đáy biển. Ở Đông Hải có một tấm hải đồ rất quý. Nội dung trên hải đồ không phải hải đảo, cũng không phải mặt biển, mà là mạch nước ngầm dưới đáy biển. Một mạch nước ngầm tung hoành chiếm cứ đáy biển, là nguồn tài nguyên giao thông tự nhiên. Ở Đông Hải, một số thế lực siêu cấp đều có thương đội biển sâu những thương đội này sẽ lợi dụng cổ trùng chui vào đáy biển nhờ mạch nước ngầm nhanh chóng di động trong thời gian ngắn vượt qua mấy vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm để tiến hành mua bán khoảng một nén nhang khương nguyên đã đến điểm cuối của mạch nước ngầm điểm cuối vẫn là một vòng xoáy nước biển to lớn đập vào mắt hắn trong vòng xoáy là một màu đỏ một luồng khí nóng đập vào mặt là một ngọn núi lửa dưới đáy biển lúc này khương nguyên đang ở giữa sườn núi lửa dưới đáy biển núi lửa trống rỗng Bên trong không có nước biển chảy vào. Dưới đáy núi lửa là dung nham đậm đặc nóng bỏng, từ chỗ sâu rãnh biển chảy ra. Rất nhiều sinh mệnh đều nghỉ ngơi tại chỗ này. Đỉnh núi lửa là suối nước nóng thiên nhiên. Mục đích của chuyến đi này của Khương Nguyên chính là suối nước nóng trên đỉnh núi lửa. Nhưng Khương Nguyên đánh giá một chút, thời gian vẫn chưa đến, hắn quyết định dò xét bên dưới một phen. Càng đi xuống lại càng nóng. Trước mắt toàn là màu đỏ, một con thần lằn lửa tiến vào phạm vi trinh sát của Khương Nguyên loại thần làn này người toàn lớp vẩy màu bạc bóng loáng đầu lưỡi duỗi ra thu vào bắt mấy con phi trùng làm thức ăn phi trùng có nguồn gốc dưới đáy núi lửa chậm chậm di động trong dung nham trên dòng sông dung nham bọt khí dâng lên từ đó bay ra những con côn trùng nhỏ thần làn lửa nằm trên bờ sông dung nham nhìn thấy côn trùng nhỏ bay ra ngoài đầu lưỡi như thiểm điện bắn ra vừa nhanh vừa chuẩn bắt lấy những con côn trùng này một giây sau mang theo đồ ăn đưa vào trong khoang miệng sinh thái đặc biệt này khiến cho khương nguyên dừng lại thật lâu sự huyền diệu của thiên nhiên đã hiện ra trước mắt khương nguyên sau khi quan sát con thần làn lửa khương nguyên tập trung chú ý lên con phi trùng loại phi trùng này khá kỳ lạ nó được thay ngén từ trong dung nham của núi lửa có thể chịu được nhiệt độ rất cao quan sát thật lâu khương nguyên đã có phát hiện mới khi thần làn lửa săn mồi cũng không phải lúc nào cũng thành công có đôi khi sẽ gặp thất bại một số phi trùng dường như bị thần làn lửa mang đến áp lực sinh tử tồn vong kích phát tiềm chất huyền diệu nào đó. Những loại phi trùng này trong quá trình bị bắt đột nhiên biến thành cổ trùng, tốc độ tăng lên tránh thoát được thần lằn lửa săn mồi. Đây chính là một loại tiến hóa. Giống như cá chép vượt lông môn, từ ca hóa thành rồng, bản chất sinh mệnh được thăng hoa. Sau khi phi trùng biến thành cổ trùng, có một số chủ động rơi xuống người thần lằn lửa, trở thành cổ ký sinh, dựa vào thần lằn lửa mà sinh tồn. Nhưng đây đều là phàm cổ hỏa đạo, đối với Khương Nguyên mà nói không có bao nhiêu giá trị. Bây giờ, lọt vào mắt Khương Nguyên chỉ có núi lửa dưới đáy biển mà thôi. Có được nó, hắn sẽ có được một dây chuyền sản xuất cổ trùng thủy đạo, hỏa đạo lâu dài. Cổ trùng phàm đạo mà nói, số lượng nhiều thì mới có giá trị với cổ tiên mà thôi. Cuối cùng, Khương Nguyên quan sát dòng sông Dung Nham. Bên trong dòng sông Dung Nham có một sinh vật, là một loại gá. Khương Nguyên cũng không có ý định truy đến cùng, hắn cũng không muốn tìm phiền phức khi nhảy vào dòng sông Dung Nham. Nhiệt độ của dòng sông Dung Nham rất cao, cho dù khương nguyên muốn nhảy vào cũng phải thôi động sát chiêu tiên đạo phòng ngự điều này cũng đồng nghĩa với việc hao phí tiên nguyên chân quý tự nhiên rất vĩ đại có rất nhiều nơi có hoàn cảnh ác liệt ngay cả cổ tiên cũng vô pháp tiếp cận khương nguyên tính toán thời gian cảm giác đã đến lúc hắn liền một đường hướng lên đỉnh núi sau khi đi qua hết sườn núi hắn dần tiến gần đến đỉnh núi đến chỗ này hắn bắt đầu cẩn thận hơn chủ động ẩn tàng tống diệc thi là một trong lục đại mỹ nhân giới cổ tiên đông hải Hôm nay, tâm trạng của Tống Diệc Thi không được tốt lắm. Nàng đang bị dây dưa. Đám cổ tiên nam đến từ các nơi giống như những con ruồi đáng ghét, cứ quay chung quanh Tống Diệc Thi, đuổi mãi cũng không đi. Vất vả lắm mới thoát khỏi đám người theo đuổi này, Tống Diệc Thi trở về hải vực cá nhân của mình. Vùng biển này có tên là Thi Tình, cổ trùng nhiều nhất là một loại cổ trùng trí đạo tứ chuyển tên Thi Tình. Loại cổ trùng này có thể dùng để tích trữ tình cảm, trong mắt cổ sư phàm nhân rất chân quý. Tống Diệc Thi lao xuống đáy biển, tiến vào hành cung núi lửa dưới đáy biển của mình ngọn núi lửa này nằm dưới hải vực thi tình tất nhiên cũng thuộc tài sản của tống diệc thi tống diệc thi xây dựng một cung điện nhỏ rất tinh xảo trên đỉnh núi lửa nàng rất thích suối nước nóng trên đỉnh núi lửa này cứ cách một khoảng thời gian sẽ đến đây ngâm mình nàng cởi bỏ quần áo lộ ra thân hình mềm mại trắng nón da của nàng trắng như trứng gà bóc thân hình mềm mại môi đỏ mắt to mái tóc thật dài xõa xuống thắt lưng nàng bước vào suối nước nóng nhắm mắt hưởng thụ. Rất nhanh, tâm trạng của nàng trở nên tốt hơn, bắt đầu cất giọng hát. Nàng không biết, Khương Nguyên đã sớm tiềm ẩn gần đó, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Đã đến lúc rồi, ánh mắt Khương Nguyên lóe lên, cố ý lộ ra chút khí tức. Là ai? Tống Dược Thi biến sắc, khẽ quát một tiếng, hai mắt như điện nhìn thẳng đến chỗ Khương Nguyên ẩn thân. Hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm. Khương Nguyên bất đắc dĩ xuất hiện. Nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình, Tống Dịch Thi kinh hồn một tiếng. Lúc này, nàng đang ngâm mình trong suối nước nóng, người đang trần như nhộng, tất nhiên là lúc mềm yếu nhất của phụ nữ. Nếu người xuất hiện là nữ thì cũng thôi đi, nhưng lại là nam cổ tiên. Nam nữ khác biệt. Tống Diệc Thi kinh hoàng. Ta có thể giải thích. Hết thảy chỉ là hiểu lầm, xin người hãy nghe ta giải thích. Khương Nguyên khoát tay, miệng nói không ngừng. Lúc này, Tống Diệc Thi bị bối rối bao trùm, đồng thời còn có sự phẫn nộ mãnh liệt. Dâm tặc, ngươi chết đi cho ta tống diệc thi chìm xuống suối nước nóng ngón tay chỉ khương nguyên một cái sát chiêu tiên đạo khê xa hơi nước ngập tràn trong không khí hai dòng suối xuất hiện giống như nữ ca sĩ múa tay áo dài lại giống như mỹ nhân che mặt một trái một phải quấn quanh khương nguyên trong lòng khương nguyên căng ra tống diệc thi là cổ tiên thủy đạo sát chiêu khê xa là sát chiêu tiên đạo chiêu bài của tống gia là thủ đoạn cầm nã vô cùng ưu tú nếu khương nguyên trúng chiêu chỉ sợ rất khó thoát thân. Không dám để khê sa chạm vào người, Khương Nguyên vội vàng lui nhanh, tinh quang quanh thân sán lạn, tinh xà bay múa đối đầu khê sa. Sát chiêu tiền đạo. Tinh xà tác. Tinh xà cuốn lấy khê sa, nhưng khê sa như nước, tinh xà bị ngâm vào trong. Chỉ sau mấy hơi thở, tinh xà đã biến thành hư ảo. Khê sa một lần nữa đánh tới Khương Nguyên. Tinh xà tác và khê sa đều là sát chiêu cầm nã, trên lệch nhau cũng không lớn. Trong lòng Khương Nguyên cảm thấy nặng nề. Cũng may tiên cổ tinh quang trong tiên khiếu hắn đã thôi động hoàn toàn, phát ra ánh sáng giống như mặt trời mọc. Trung quanh tiên cổ tinh quang, rất nhiều phàm cổ viêm đạo giống như hàng vạn con đom đóm lượn lờ bay múa. Sát chiêu tiên đạo tinh đạo, tinh hỏa độn. Bụp. Một tiếng vang nhỏ, toàn thân Khương Nguyên bốc lên ngọn lửa màu lam đậm. Thân hình Khương Nguyên như điện, phi ưng trùng thiên. "Chạy đi đâu?" Tống Diệc Thi quát lớn, vội vàng thôi động sát chiêu ngăn cản. "Oanh!" một vụ nổ to lớn phát sinh trên đỉnh núi lửa dưới đáy biển đáy biển chấn động dòng chảy hỗn loạn đỉnh núi lửa sụp đổ hơn phân nửa kết cấu bảo vệ thiên nhiên bị phá hư hàng trăm ngàn khối nước biển chảy ngược vào trong tống diệc thi vội vàng đối phó đá và nước biển chảy ngược không khỏi luống cuống tay chân nàng dựng lên bảo hộ nhanh chóng mặc quần áo tử tế trong lòng hơi ổn định lại sau đó nàng không để ý núi lửa bị nước biển phá hư trực tiếp đuổi theo khương nguyên bay ra ngoài ngươi trốn không thoát đâu tống dực thi nghiến răng nghiến lợi dưới sự trợ giúp của tinh hỏa độn tốc độ của khương nguyên cực nhanh nhưng bởi vì nước biển quá sâu một lúc lâu hắn mới bay ra khỏi mặt biển trong ghi chép bên trong lý tiêu giao chuyện kiếp trước lý tiêu giao ngã vào mạch nước ngầm dưới đáy vực được đưa đến ngọn núi lửa dưới đáy biển núi lửa quá nóng lý tiêu giao vì tránh nóng nên chạy lên ngọn núi lửa ngoài ý muốn nhìn thấy tống diệc thi đang tắm lúc đó tống diệc thi đã ra tay bắt lý tiêu giao lại sau khi tra vấn lý tiêu dao nàng không khỏi kinh hỉ thì ra nàng không biết dưới ngọn núi lửa còn có mạch nước ngầm ẩn tàng rất sâu lúc này trên biển có cường địch vây quanh lý tiêu dao xuất hiện ngược lại mang đến hy vọng giải vây cho tống diệc thi tống diệc thi dựa vào mạch nước ngầm dưới đáy biển tạm thời giải quyết được khốn cảnh từ đó vận mệnh của lý tiêu dao cũng phát sinh thay đổi lớn được tống diệc thi mang theo bên cạnh dạy y trở thành cổ sư tao ngộ của lý tiêu dao và khương nguyên quả thật là hai đãi ngộ hoàn toàn khác nhau Lý Tiêu Giao là đồng tử thiếu niên, mi thanh mục tú. Mặc dù ta tiên phong đạo cốt, nhưng cũng chỉ là cái túi da, lại còn già đến bảy tám chục tuổi. Tống Diệc Thi còn trẻ, Tống Gia là thế lực hùng vĩ, không nổi giận truy sát ta mới là lạ. Khương Nguyên vừa cảm khái trong lòng vừa âm thầm quan sát sau lưng. Khi hắn phát hiện Tống Diệc Thi đang truy sát đằng sau, hắn cười nhạt một tiếng. Oanh, hắn xông ra khỏi mặt biển. Cổ tiên Diêu Cát Tịch là một trong những người theo đuổi Tống Diệc Thi. Lúc này gã đang do dự bên ngoài hải vực thi tình. Gã còn trẻ, bộ dạng anh tuấn, tu vi lục chuyển, là tán tu ở Đông Hải. Diệp Thi Tiên tử cứ cách một khoảng thời gian sẽ đến suối nước nóng trên đỉnh núi lửa dưới đáy biển để tắm rửa. Bí mật này không ai biết ngoài ta, ta nhất định phải thừa dịp này tiếp xúc với Diệp Thi Tiên tử. Nếu có thể cưới được nàng, tài nguyên tu hành trong tương lai của ta còn sợ thiếu sao? Sao? Có chuyện gì vậy? Diêu Cát Tịch theo tiếng kêu nhìn lại liên nhìn thấy khương nguyên từ trong biển nhanh chóng bắn ra chật vật chạy trốn mặt biển vốn đang yên tĩnh bởi vì hắn mà nhấc lên con sóng lớn nhìn dáng vẻ của hắn hình như là tặc tử ta có nên đuổi theo hay không diêu cát tịch lại càng do dự đúng lúc này tống diệc thi cũng đuổi theo lên mặt biển nhìn bóng lưng chạy tán loạn trên không trung của khương nguyên nàng quát dâm tặc đứng lại đó nhận lấy cái chết cho ta cái gì dâm tặc diêu cát tịch giống như bị sấm sét giữa trời quang bổ chúng kinh ngạc đến mức lồi cả hai mắt ra, thiếu chút nữa trong mắt đã rơi xuống đất. Dâm, dâm tặc. Diệt thi tiên tử rốt cuộc đã gặp phải điều gì? Lão già kia, ngươi đúng là gan to bằng trời. Đáng chết, đáng giết. Diêu cát tịch gầm lên trong lòng, sát ý dâng trào lồng ngực. Diệt thi tiên tử đừng lo lắng, diêu cát tịch ta đến rồi. Sau một khắc, diêu cát tịch hô to nhảy ra. Tống diệt thi hơi sững sờ, vốn khí thế đang bừng bừng đột nhiên ngưng lại. Vừa nãy nàng quá tức giận, miệng cứ gầm thét mà không suy nghĩ quá nhiều. Diêu Cát Tịch xuất hiện khiến cho nàng không khỏi bối rối. Ông trời đúng là có mắt. Nàng vẫn chỉ là một cô gái trẻ tuổi, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, căn bản không có kinh nghiệm. Đối với loại chuyện này, nàng đương nhiên muốn giấu thật kỹ, tốt nhất là tự mình giải quyết hết thảy, giết hương nguyên diệt khẩu, không có bất kỳ ai biết chuyện này. Nếu vấn đề này truyền ra ngoài, về sau bảo nàng làm sao mà gặp người đây? Nhưng bây giờ lại có một cổ tiên xuất hiện. Người này nàng quen, là một trong những người đáng ghét theo đuổi nàng, hình như họ Diêu. Tống Diệc Thi không quá xác định. Diêu Cát Tịch vừa nhìn thấy biểu hiện hoảng hốt của Tống Diệc Thi, lại càng thêm đau lòng nhức óc. Lại nhìn thấy được gương mặt ửng hồng của Tống Diệc Thi, giống như vừa mới trải qua một phen mây mưa, sát ý trong lòng Diêu Cát Tịch trong khoảnh khắc tăng vọt. Thật ra chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng sức tưởng tượng của con người là vô tận. Mà Diêu Cát Tịch lại là đàn ông là người theo đuổi cuồng nhiệt, rất dễ đi theo hướng liên tưởng xấu. Lúc này, Diêu Cát Tịch nghĩ đến, tên dâm tặc già nua đang liều mạng chạy trốn trước mặt nhất định là đã chiếm tiện nghi ngập trời. Nói không chừng còn hạ thủ đoạn gì đó làm tiên tử hôn mê. Âu yếm, không, rất có thể là xâm phạm. Không biết diệt thi tiên tử đã phải chịu bao nhiêu sỉ nhục. Nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng như muốn thiêu đốt Diêu Cát Tịch. Gã vừa điên cuồng đuổi theo Khương Nguyên vừa giống to, lão già đáng chết kia, lão sắc quỷ, không được chạy ngươi dám khi nhờn diệc thi tiên tử ta sẽ rút gân lột ra ngươi ta sẽ khiến cho ngươi hối hận về chuyện đã làm với diệc thi tiên tử tống diệc thi nghe được tiếng giống giận thân hình lảo đảo thiếu chút nữa ngã từ trên không trung xuống ngươi đừng lớn tiếng như vậy có được không chẳng lẽ ngươi muốn cho khắp thiên hạ đều biết chúng ta cứ lặng lẽ bí mật xử quyết lão già kia không phải là tốt nhất sao đáng tiếc diêu cát tịch đang nổi giận không nghe được tiếng lòng của tống diệc thi mà tống diệc thi cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này ứng đối thất thố muốn truyền âm cho diêu cát tịch nhưng rốt cuộc ra mặt của nàng quá mỏng chết sống cũng không mở miệng được nói ra thì cảm thấy khó xử người vui vẻ nhất trong ba người ngược lại chính là khương nguyên khương nguyên đã sớm tính toán rõ ràng phản ứng của tống diệc thi diêu cát tịch xuất hiện là chuyện vui ngoài ý muốn tốt chính là như vậy nói to hơn một chút đúng lớn tiếng như vậy đấy trong lòng khương nguyên âm thầm cổ vũ diêu cát tịch hai vị cổ tiên đang đuổi giết tuyệt không nghĩ đến suy nghĩ cổ quái này của Khương Nguyên. Khương Nguyên chính là muốn làm lớn chuyện này. Tống Diệc Thi là cổ tiên thế lực siêu cấp Tống Gia, là hòn ngọc quý trên tay Tống Khải Nguyên, người theo đuổi lại nhiều như vậy. Sau khi làm lớn chuyện, Khương Nguyên mới có được áp lực bên ngoài gia nhập cương minh. Nhưng mâu thuẫn này cũng không phải đoạn tiền tài của người khác, giết phụ mẫu của người khác, cũng không phải người chết ta sống. Nhiều nhất thì Khương Nguyên chỉ là vô tình nhìn thoáng qua mà thôi. Tống Diệc Thi là tiểu cô nương, kinh nghiệm chưa nhiều, tư tưởng còn rất bảo thủ. Lần đầu tiên bị người ta nhìn thấy cơ thể, tất nhiên là ủy khuất và phẫn nộ rồi. Đây là tâm trạng tự nhiên của người trẻ tuổi. Nhưng tuổi tác lớn hơn một chút, kinh nghiệm nhiều hơn một chút, bất kể là ai hoặc nhiều hoặc ít sẽ hiểu được đạo lý bên trong. Nhìn một chút thì như thế nào? Có người còn hận không thể khiến cho người khác nhìn không chuyển mắt kia kìa. Xét từ một loại góc độ nào đó, đây chẳng phải chứng minh nghị lực của mình sao. Hai ba trăm năm sau, Lý Tiêu Giao cũng nhìn lén nhưng lại không có chuyện gì, ngược lại còn được bao che giấu giếm. Nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là tính tình của Tống Diệc Thi đã thay đổi. Về sau, Lý Tiêu Giao còn có kỳ ngộ khác, trở thành cổ tiên kiếm đạo, đồng thời cũng trở thành chồng của Tống Diệc Thi. Tống Diệc Thi lớn hơn Lý Tiêu Giao hai ba trăm tuổi, cũng có thể nói là trâu già gặm cỏ non. Đương nhiên cũng còn một nguyên nhân, hai ba trăm năm sau, thọ nguyên của Tống Khải Nguyên đã hết, hoàn toàn chết đi cổ tiên bát chuyển bỏ mình đã tạo thành một biến động rất lớn cho thế cục đông hải tống gia bắt đầu suy yếu khối tài sản tống diệc thi nắm trong tay khiến cho người ta ham muốn không chỉ áp lực bên ngoài mà còn có đấu đá bên trong gia tộc lý tiêu giao nhận được sự dạy bảo của tống diệc thi trong giai đoạn còn là phàm nhân đã cùng chung hoạn nạn với nàng từ đầu đến cuối đều không bỏ ra rơi nàng trở thành người mà tống diệc thi tin tưởng nhất về sau lý tiêu giao đạt được truyền thừa kiếm tiên túy tử thanh nghiêu tiếp nối người trước mở lối người sau sửa cũ thành mới, mở ra lối riêng, trở thành một cổ tiên kiếm đạo thực lực cường đại. Điều này đã khiến cho Tống Diệc Thi cảm mến. Hai người cuối cùng trở thành vợ chồng, hành tung không cố định, tiêu giao tự đắc, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong cuộc loạn chiến năm vực, hai người thường xuyên xuất hiện, liên thủ với nhau có thể ngăn cản bát chuyển, trở thành trụ cột lớn chống lại thế công trung châu. Khương Nguyên vừa chạy trốn vừa nhàn hạ suy nghĩ. Trên bầu trời, một trận kịch chiến đang diễn ra. Dầm 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 tiếng nổ vang lên liên tiếp. Tống diệt Thi, Diêu Cát Tích không ngừng ra tay, nhưng trở ngại khoảng cách, Khương Nguyên lại giống như con cá trạch bôi dầu, xào trá tàn nhẫn, thi triển tạo nghệ phi hành hết sức kinh người. Khương Nguyên chạy đằng trước, làm bộ như bị đuổi, nhưng thật ra là đã cố ý giảm tốc độ chờ hai truy binh đằng sau. Hắn là cựu phách ma đạo, cho dù thành tựu kiếp trước không phải quá cao, nhưng kinh nghiệm nhân sinh phong phú, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều, hai vị cổ tiên còn trẻ sau lưng khó có thể tưởng tượng nhất là tống diệc thi nàng còn quá trẻ kinh nghiệm chiến đấu rất ít cho dù có sát chiêu tiên đạo để phi hành nhưng chết sống cũng không đuổi kịp khương nguyên khương nguyên quẹo bảy tám lần rẽ khi thì chui vào trong nước khi thì tiến vào mây vô cùng giả hoạt chọc cho tống diệc thi giận sôi lên cảm giác mình không giống như đang đuổi giết mà là bị đùa nghịch về phần diêu cát tích gã là tán tu mặc dù kinh nghiệm phong phú hơn một chút nhưng không có tiên cổ trong tay lại càng chưa nói đến sát chiêu tiên đạo Gã chỉ có thể thúc dùng sát chiêu phàm đạo Trong trận truy kích chiến này Gã chính là kẻ thất bại Gã bị rơi xuống cuối cùng Chỉ có thể hô to gọi nhỏ Nếu không phải Khương Nguyên cố ý Gã đã sớm bị bỏ ra Ba người xẹt qua trời cao Dần dần cách xa hải vực thi tình Chuyện gì xảy ra vậy Có cổ tiên đang kịch chiến Tiếng xe gió thu hút thêm hai vị cổ tiên tán tu trên đảo Hai người này đang đánh cờ Ngược lại rảnh rỗi Nghe được động tĩnh tất cả đều ngẩng đầu lên tiến hành trinh sát hình như là diệt thi tiên tử của tống gia còn có một tán tu đang đuổi giết một người khác khí tức của người này không phải là cổ tiên đông hải mà là của bắc nguyên nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện tống diệt thi là hòn ngọc quý trên tay tống khải nguyên chúng ta không nên nhúng tay vào nói đúng nào chúng ta tiếp tục đánh cờ khương nguyên quan sát hòn đảo này hơi cau mày một chút sau đó chuyển góc độ tiếp tục bay tán loạn không bao lâu sau Hải vực võng nhãn, cái gì trên thế gian này lại có lão sát quỷ như vậy sao? Diệt thi tiên tử, Trần trọng vĩnh ta đến giúp nàng một tay. Khương nguyên mỉm cười, tránh được đòn tấn công của Trần trọng vĩnh, tiếp tục chạy trốn. Thế là phía sau hắn tăng thêm ba truy binh. Qua thêm một khoảng thời gian nữa, Hải vực trần lôi, Diệt thi tiên tử băng thanh ngọc khiết nhưng lại bị người ta làm bẩn. Nên giết, nên giết. Tất khánh thiên cực kỳ bi thương, quyết định gia nhập hàng ngũ truy sát sau một nén nhang truy kích chiến thanh thế thật lớn lại thu hút thêm một vị cổ tiên hiếu chiến ngươi là cổ tiên bắc nguyên lại dám đánh chủ ý lên nữ tiên đông hải chúng ta tính khi dễ đông hải chúng ta không người sao lôi hùng vĩ há to miệng quát lớn tống diệc thi càng lúc càng giận nhìn khương nguyên chạy chối chết tâm trạng của nàng càng lúc càng hỏng bét rõ ràng chỉ bị người ta nhìn lén một chút thôi mà tại sao những người kia càng mắng càng không hợp thói thường giống như nàng đã thất thân các ngươi đừng gào nữa Bí mật giết chết được người này, ta nhất định có trọng thưởng." Tống Diệc Thi rốt cuộc nhịn không được, truyền âm cho những người xung quanh. Đám cổ tiên này không phải người ngu, nghe Tống Diệc Thi nói như thế, tất cả đều im miệng. Tại sao lại không mắng nữa? Khương Nguyên tất nhiên không muốn tình huống như vậy phát sinh. Hắn ước gì sự việc huyên náo càng lớn thì mới càng tốt. Nếu các người đã không mắng, vậy thì để ta mở miệng. Thế là Khương Nguyên bắt đầu lớn tiếng biện giải cho mình, "Chư vị, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi." ta chỉ muốn giải thích chân tướng rõ ràng. Thật ra, ta trong lúc vô tình tiến vào ngọn núi lửa dưới đáy biển hải vực thi tình. Vấn đề này mọi người có thể điều tra, tất cả những gì ta nói là thật. Lão xác quỷ, ngươi còn già mồm nữa à? Lúc này có cổ tiên quát mắng. Nhưng Khương Nguyên vẫn mặc kệ, vẫn phối hợp la lên như cũ, ta là cổ tiên Bắc Nguyên, lại mới đến đây, chỉ muốn lựa chọn một hòn đảo vô danh làm chỗ nghỉ ngơi. Trái chọn phải chọn, lại nhìn chúng một hòn đảo nhỏ. Trước khi bố trí một số thứ, ta định xem xét hoàn cảnh chung quanh, ngoài ý muốn phát hiện được một mạch nước ngầm dưới đáy biển. Ta thuận theo mạch nước ngầm này mới tiến vào ngọn núi lửa dưới đáy biển như vậy. Dạo, ngươi cứ tiếp tục xạo cho ta đi. Ngươi làm chuyện xấu xa, thế mà còn không biết xấu hổ, lại còn chống chế, giả chính nhân quân tử. Ngươi cho rằng chúng ta đều là người dễ bị lừa gạt sao. Đám cổ tiên sau lưng thoá mạ. Khương Nguyên hô to, cho dù ta muốn lừa các ngươi, cũng phải tìm một lý do khác chứ, Cần chi phải nói đến mạch nước ngầm dưới đáy biển. Các ngươi hoàn toàn có thể đi kiểm chứng, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết luôn cả hòn đảo vô danh kia. Trước khi ta tiến vào mạch nước ngầm dưới đáy biển đó, ta cũng không biết nó liên thông với ngọn núi lửa. Sau khi ta đến ngọn núi lửa, ta mới phát hiện. Im ngay, Tống Diệc Thi quát lớn. Nàng vô cùng lo lắng Khương Nguyên nói ra nội dung không ổn, vội vàng cắt ngang lời hắn, "Nếu ngươi bị oan, ngươi cũng đừng chạy nữa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để chúng ta kiểm chứng." nếu lời ngươi nói là thật tống diệc thi ta cũng không phải là kẻ lạm sát người vô tội tống diệc thi coi như đã có kinh nghiệm biết khương nguyên đang lừa mình nhưng giọng điệu của nàng quá mức cứng nhắc bất kể ai nghe thấy cũng đều nghe ra được sát ý ngập trời trong lời nói của nàng tống diệc thi đúng là diễn không đúng chỗ khương nguyên vừa chạy vừa hô to ngươi tưởng ta là kẻ ngu sao thúc thủ chịu trói là ta chết ngay ta bị oan mà ta hoàn toàn không chạm vào một đầu ngón tay của ngươi sau khi ta đến núi lửa ngươi câm miệng cho ta tống diệc thi giận tím mặt âm lượng cao đến 8 độ đám cổ tiên nam ngoài mặt thì phẫn nộ bất bình nhưng thật ra đang âm thầm căng lỗ tai lên nghe sợ lọt mất một chữ của khương nguyên khương nguyên một lần nữa bị tống diệc thi cắt ngang trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra sự tiếc nuối nhưng khương nguyên rất nhanh lại nói ngươi không cho ta nói ta lại càng phải nói sao ngươi có thể bá đạo như vậy cổ tiên bắc nguyên ta đến đông hải kiếm miếng cơm dễ dàng làm sao ta cũng chẳng làm cái gì chỉ thấy ngươi đang tắm thôi mà hết thảy chỉ là hiểu lầm mắt tống diệc thi tối sầm lại tức giận đến thiếu chút nữa lửa giận công tâm nàng có thể khiến cho đám cổ tiên nam kia ngậm miệng nhưng lại ngăn không được tiếng hô to của khương nguyên ha ha thì ra lại có chuyện thú vị như vậy phát sinh lúc này một tiếng cười yêu kiều truyền đến một vị nữ cổ tiên chủ động tiếp cận là thất hải xa nữ nhóm cổ tiên truy sát khương nguyên nhìn thấy vị nữ cổ tiên này ánh mắt không khỏi ngưng lại trong lòng diêu cát tích thầm kêu hỏng bét những người còn lại vô thức nhìn sang tống diệc thi lúc này sắc mặt tống diệc thi tái xanh giống như băng xương hàn khí bức người thì ra thất hải xà nữ và tống diệc thi đều được công nhận là một trong lục đại mỹ nhân của đông hải thất hải xà nữ có tu vi thất truyền cổ tiên ma đạo bản thân có mâu thuẫn với tống diệc thi chỉ là ngại tống khải nguyên cho nên mới không dám ra tay với tống diệc thi lúc này để cho nàng ta nghe được một tin tức nổ tung nàng ta còn không thêm mắm thêm muối tuyên dương bốn phía mới là lạ tống diệc thi chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ phải làm sao mới ổn đây thất hải xà nữ khẳng định sẽ làm bại hoại thanh danh của nàng tống diệc thi lại càng hận khương nguyên hơn lão già dâm tặc ngươi chạy đi đâu không chạy lại chạy đi gặp thất hải xà nữ nói đùa con đường này là do khương nguyên đã khảo sát tỉ mỉ lựa chọn kỹ càng trên đường này rất có khả năng sẽ gặp phải cổ tiên đều do khương nguyên đã tìm hiểu được tin tức kỹ càng thất hải sa nữ cũng nằm trong kế hoạch của hắn mặc dù thất hải sa nữ là cổ tiên ma đạo nhưng có hải vực thất vũ hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt đàn cá xích chiều sinh sôi thất hải sa nữ đương nhiên phải tọa chấn nơi này khương nguyên rất dễ tìm được tin tức này thất hải sa nữ là mỹ nhân xà hạt bề ngoài mỹ mạo tâm ngoan thủ lạt trong chính đạo đều sẽ lưu truyền tin tức về hung nhân trong ma đạo phòng khi hành tẩu gặp phải bọn họ oanh một tiếng vang thật lớn thất hải xà nữ bỗng nhiên ra tay đánh về phía đám truy binh khương nguyên thất hải xà nữ ngươi làm gì vậy lôi hồng quát lớn đám người tống diệc thi bị quấy nhiễu nghiêm trọng ha ha chuyện thú vị như vậy tỷ tỷ đây đương nhiên muốn lẫn vào một tay dáng người thất hải xà nữ đẹp mê người nghị nhãn như tờ đáp gương mặt lôi hồng tràn ngập nghiêm túc ta ngăn cản thất hải xà nữ các ngươi tiếp tục đuổi đi y có tu vi thất truyền cũng không e ngại thất hải xà nữ mặc dù chiến lực có chỗ không bằng như năng lực quần nhau một lát, sau đó bình yên thoát thân là vẫn phải có. Thất hải xà nữ và Khương Nguyên vốn không quen biết, cũng không có ý định ra sức xả giận dùm hắn. Sau khi thấy lôi hồng ra mặt, gương mặt thất hải xà nữ hiện lên sự chán ghét, đứng im tại chỗ, lại là ngươi, cái tên thích chõ mũi vào chuyện người khác. Đám cổ tiên còn lại vòng qua thất hải xà nữ, tiếp tục truy kích Khương Nguyên. Thời gian trôi qua hơn nửa ngày, cổ tiên truy kích Khương Nguyên lại gia nhập thêm vài người. Khương Nguyên làm ra vẻ bị thương không nhẹ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa rơi vào tay địch, vẫn còn đang chạy trốn. Thật đáng ghét. Tống Diệc Thi nghiến răng nghiến lợi, nhìn theo bóng lưng tràn ngập sức sống của Khương Nguyên, bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Sự việc phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Tại sao lại biến thành như vậy? Trong lòng Tống Diệc Thi cảm nhận được một sự hoang mang. Một khắc trước, nàng còn hưởng thụ cuộc sống an nhàn, mỹ diệu, ngâm mình trong suối nước nóng. Nhưng bây giờ nàng lại đang truy sát cừu địch, lại còn như thế nào cũng đuổi không kịp bây giờ sự việc càng lúc càng huyên áo chúng tiên đều biết cơ thể tống diệt thi mỏi mệt tâm lại càng mỏi mệt hơn hỏa hầu cũng đã đủ rồi khương nguyên nhìn thoáng qua truy binh đằng sau khóe miệng nhếch lên áp dụng kế hoạch này hiệu quả còn muốn tốt hơn so với hắn đã nghĩ bây giờ là thời điểm thoát thân nghĩ đến đây hung mang trong mắt khương nguyên lóe lên thân hình của hắn chấn động biến thành sáu thân ảnh phân biệt chạy theo những hướng khác nhau sát chiêu tiên đạo lục huyễn tinh thân đám truy binh thầm kêu hỏng bét sững sờ một chút sau đó đành phải chia nhau truy kích sát chiêu tiên đạo vị tinh di khương nguyên đột nhiên thay đổi vị trí xuất hiện trước mặt diêu cát tích đừng cho rằng ta không dám giết ngươi khương nguyên gầm nhẹ sau đó xuất ra cối say tinh vân hắn vẫn luôn chạy trốn diêu cát tích nào nghĩ đến khương nguyên đã thay đổi phong cách chuyển sang phản công chứ bất ngờ không đề phòng gã bị hút vào trong cối say tinh vân gã chỉ có sát chiêu phàm đạo nào bị kịp uy của tiên cổ chứ đợi chúng tiên đến công phá cối xây tinh vân trên tay khương nguyên đã xách đầu của diêu cát tích hừ các ngươi đừng khinh người quá đáng khương nguyên hung hăng nhìn thẳng chúng tiên đám truy binh chỉ có tu vi lục chuyển thất chuyển như lôi hồng là không có dù sao diêu cát tích cũng là cổ tiên nhưng một chút công phu cũng không chống đỡ được mọi dựa đến từ bắc nguyên kia quả nhiên chiến lực xuất chúng chúng tiên nhất thời bị chấn nhiếp xin lòng kiên kỵ lục huyễn tinh thân đã bay đi xa khương nguyên thừa cơ dùng vị tinh di nghênh ngang rời đi ba ngày sau trong giới cổ tiên đông hải đã lưu truyền một tin tức rất nóng chính là liên quan đến một trong lục đại mỹ nhân đông hải diệt thi tiên tử trong lúc tắm rửa đã bị một lão già dâm tặc nào đó trăm phương nghìn kế làm bẩn tống diệt thi là hòn ngọc quý trên tay tống khải nguyên danh tiếng rất thịnh người theo đuổi rất đông việc này liên quan đến danh dự tống gia tin tức truyền ra lập tức dẫn đến sự chú ý của đông đảo cổ tiên rất nhanh thân phận cổ tiên bắc nguyên tinh tượng tử đã bị cổ tiên đông hải điều tra ra trước khi tống gia còn chưa chính thức tỏ thái độ những người theo đuổi tống diệc thi đã mang theo sự phẫn nộ khởi phát truy bắt khương nguyên với khí thế đại quy mô tại một hải vực vô danh cằn cỗi dưới đáy biển sâu sóng biển ảm đạm đàn cá thừa thớt một chiếc cổng tre giống như môn hộ phúc địa đột nhiên xuất hiện chợt phát ra tiếng cọt kẹt rồi mở ra một thân ảnh từ bên trong phóng ra là khương nguyên trong hình dáng của tinh tượng tử sau khi giết chết diêu cát tích hắn đã mang thi thể của diêu cát tích trốn đi đối với thi thể cổ tiên có hai công dụng một là rơi xuống đất hình thành phúc địa hai là bỏ vào trong tiên khiếu của mình hấp thu đạo ngân của nó khương nguyên cũng không có quá nhiều cân nhắc lựa chọn rơi xuống để hình thành phúc địa tiên khiếu của hắn đã chết muốn bỏ thi thể vào trong tiên khiếu của hắn hắn không những không hấp thu được đạo ngân hơn nữa còn khiến cho tử địa sụp đổ thân hình của hắn cũng sẽ nổ tung chuyện này đã từng có tiên cương thí nghiệm qua đáng tiếc đều không thành công khương nguyên lợi dụng thủ đoạn trí đạo tạm thời trấn áp lại tiên khiếu trì hoãn thời gian sau khi hắn bỏ rơi truy binh hắn đã dùng tinh môn quay lại bên trong tiên khiếu của âu dương vân sinh sau đó mới dùng định tiên du hắn đến vị trí xa xôi nhất đông hải cuối cùng hắn xâm nhập vào đáy biển dưới tình huống không ai phát giác hắn đã chôn tiên khiếu của diêu cát tích xuống đáy biển khi tiên khiếu hình thành phúc địa tất nhiên đã dẫn phát địa khí thiên khí ba động. Hai con hoang thú cá voi bị thu hút đến nhưng đều bị Khương Nguyên đuổi đi. Khương Nguyên biến thành một hình dáng khác, tiến vào phúc địa Diêu Cát Tích, gặp được địa linh. Diêu Cát Tích là cổ tiên mộc đạo, cho nên hình dáng của địa linh tương đối kỳ lạ, là một cây đại thụ, trồng chính giữa phúc địa, không thể di chuyển. Địa linh đại thụ nói cho Khương Nguyên biết điều kiện nhận chủ của nó, chính là 10 vạn khối tiên nguyên thạch, đồng thời còn có rất nhiều tiên tài thất truyền, bát chuyển chân quý, thậm chí còn có máu của nguyên liên tiên tôn yêu cầu này quá cao lại quá khó. Khương Nguyên đương nhiên không thể đạt được, đành phải tiếc nuối rời khỏi phúc địa. Diêu Cát Tích là tán tu, là người không có bối cảnh trong đám truy binh, lai lịch không lớn. Cho nên bị ta giết, xem như giết gà dọa khỉ. Quả nhiên đám người tống diệt thi đã bị ta chấn nhiếp. Tiên khiếu Diêu Cát Tích hình thành phúc địa, điều kiện địa linh nhận chủ lại chẳng liên quan gì đến hung thủ giết người là ta. Yêu cầu chỉ là rất nhiều tài nguyên tu hành. Có thể thấy được, trong lòng Diêu Cát Tích, chấp niệm lớn nhất chính là khát vọng đối với tài phú. Nhưng khát vọng này của gã đúng là lòng tham không đáy. Khương Nguyên vừa mới bước ra khỏi phúc địa, cánh cửa phúc địa đã khép lại. Hắn quay lại nhìn, sau khi nhìn thấy môn hộ đóng lại, lông mày của hắn không khỏi cau chặt. Nếu chấp niệm của Diêu Cát Tích liên quan đến ta, dựa vào thủ đoạn huyết đạo phong phú của ta, ta ngược lại sẽ xử lý tốt. Đáng tiếc điều kiện nhận chủ này còn khó hơn cả lên trời. Không nói đến 10 vạn khối tiên nguyên thạch, những tiên tài chân quý kia cũng cực kỳ khó thu thập. Trừ phi Khương Nguyên ăn cướp của 10 đại cổ phái Trung Châu hoặc kiếm món hàng lớn trong kho hàng của thiên đình. Nếu không, chỉ dựa vào trạng thái của hắn hiện nay có dốc hết toàn lực gom góp mà vận khí phải tốt nữa, chỉ sợ 2-300 năm mới gom đủ. Chứ đừng nói chi là còn một yêu cầu cuối, máu nguyên liên tiên tồn.